biết đó. Dạ, cái nhà này là con bò. Con bò thẩm kế. Về thì là 16 tháng 3. Rồi đến nhà là nói chứ đi. Không làm gì đâu, không biết mày. Ngày cúng đất. Còn đây là biết gì lá. Lá của đời sẽ. Dọn ở trên mâm đất đai. Vậy là ông... mâm đất đai. Ở trên bàn thờ thì cũng ở đằng sau là có mấy mâm cúng biếu lại cầm đuốc là vị ông lễ chính hết tống rồi á lại chạy vô cái chòi tống của ông thầy cô á rồi và nó mới bắn chết giống như là mà cúng biếu rồi mới sau mà không qua giấy là sao rồi mới đẻ ra hai đứa. Phong tục là 16 tháng 3 cúng đất đất ở trong họ đúng đất ở đây gồm có chắc cậu 10 phải dạ cúng đất cúng vật lệ nhưng mà cậu 10 phải nói với con cháu sau này mới theo cái này mới học được cứ mâm nào cúng gồm có cái chiếu này là gồm có mấy món phải quay hết món nha món thì không qua sau này quan trọng thì có món thì có cá lóc gà cá kho mấy món thịt gà rồi phải làm một cái xuồng bằng bạc dừa với cái nồi đất đó. Ri bánh mì gỏi cuốn rồi thịt kho cơm canh có xôi đây là túi tiền có vàng bạc không anh Tư hả bạc có chứ đầu lấy để gỏi cuốn lấy cá lóc ở bên này cậu cái này ở bên mâm bên này là mâm gì cậu ông bà chú ngu ma nương ông bà chú ngu ma nương là cái mâm này đây rồi còn mâm kia là mình cúng dực lề hả cậu mâm này cúng dực lề mâm này là ông bà chú ngu ma nương muốn biết ngu ma nương là cái gì thì lên Google search đó mâm này mâm đất đai chiến sĩ ủa đất đai chiến sĩ sao không đốt nhang hả cậu chưa đại chiến sĩ đằng kia mày ơi còn mấy ông chiến sĩ này khoan ấy chút nữa đất đai kia là cái có là đất đai còn cái này là chiến sĩ quốc mặt bà chiến sĩ lấy nhang ấy nhang, có đồ dọn cúng luôn lát thì dẹp đó chặt miếng ấy lúc nha vô cúng dực lệ với lại cúng đất với lại cúng ngô ma nương thì cháu nó dễ làm mấy con tôm thôi nó bắt được cái sông ba người rồi đó. Tôm sông nha mấy cái càng que là làm sạch sẽ hết rồi nướng bằng lửa than
dừa, bằng gáo dừa rồi vậy đó. Ở quê vậy đó, ăn dân giả vậy thôi. Anh cả dậy cả lên không á, có ăn cỏ. Thằng ta vậy nha mẹ. Chứ mẹ nói nghe không chị? Quay đúng đó nghe không vậy? Mốt tôi đầu tư thêm một cái mic DJI nữa, gắn vô áo. Rồi. Cái này là mình đặc sản ở vùng quê nha. À, đặc sản vùng quê coi như là tôm mà tôm sông. Tôm sông mà nướng bỏ trong trái dừa nướng á. Này đặc sản đâu, ăn thử coi coi năng lượng nó có được nhiều không? Năng lượng nó no tới ngày, no suốt ngày không? Sống này. Ừ, tôm sashimi được mà. Ở đó tôm bỏ trong trái dừa, một trái dừa này là bao nhiêu tôm, bao nhiêu con? 8 con. Đó. Vậy ha. Đâu cũng khó à, nước rồi. Ok. Phải ở đây phải thả. Thả ông bà Kim Ngu. Có thả không? Đốt hả? Đốt với tiền vàng bạc trước rồi mới thả hả? Có quẹt đó chưa? Kinh này gọi là kinh hút lũ. Mùa nước sợ nước mặn xâm nhập vô nên kinh này thấp, nước ít. Có giường nhưng mà ít có nhà. Rồi.